Vâng, vâng thưa chuyên gia Bùi Quang Tề là cũng liên quan tới việc chăm sóc một con vật nuôi thì có khán giả ở Hải Phòng có số điện thoại là 0388 ba số cuối là 662 thì khán giả có hỏi là thức ăn của dươi là gì và cách chăm sóc con dươi như thế nào ạ? Xin mời chuyên gia hãy tư vấn cho khán giả. À, đây là một câu hỏi cũng khó trả lời. Đây là một quy trình nuôi rươi. ở Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 đã nghiên cứu cách đây khoảng gần 20 năm rồi. Nó có một quy trình. Thế còn tôi nói này con dươi nó là một con run. À, nó ăn mùn bã hữu cơ Để thức ăn nó ăn mùn bã hữu cơ nên người ta thường phải cấy lúa à, cấy lúa xong là cái rơm dạ là nó trở thành mùn bã hữu cơ là nó ăn ở trong đó ăn cả vi khuẩn được thì con này cái khi nó nổi lên à, cái khi nó nổi lên là cái ruộng nó có nó là là, là con ruộng có đốt những cái 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 cái, cái, cái nổi lên ấy, cái, cái, thân nó nổi lên là đầy trứng trôi ra ngoài biển xong nó nở ra ngô trùng nó lại vào đến nước lợ nếu nó không tìm được nước lợ nó vào nó ngọt thì nó chết nước lợ thì nó vào đấy nó phải tìm những cái vùng nào có nhiều mùn bão cơ nên dân hải phòng hoặc là dân hải dương những cái vùng nước lợ đấy người ta cấy lúa xong người ta để đấy. không có thu dạ thu dơ nhưng để nó bắt đầu là nó tự nó vào thế còn cho ăn anh, anh bổ sung thêm chứ còn nếu mà anh làm đầy đủ xin mời anh đến viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản một người ta sẽ chuyển giao cái quy trình đi cho chứ mà tôi nói đây mà nói hết thì chắc là mất luôn cả buổi không Này. có thời gian chúc khán giả có thể là tìm hiểu để đến viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản một người ta sẽ tư vấn cho vâng xin cảm ơn chuyên gia